Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ trao đổi với các bạn một số vấn đề liên quan tới lương hưu và hệ số trực giá bảo hiểm xã hội. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì hệ số trực giá là mức trên lệch phản ánh sự biến động của giá cả trên thị trường so với giá trị của hàng hóa hệ số trượt giá do nhà nước quy định theo từng thời kỳ nhất định giúp tạo ra sự công bằng về giá trị của tiền tệ tại thời điểm hiện tại so với các thời điểm trước thông thường hệ số trượt giá sẽ được nhà nước điều chỉnh qua hàng năm khi có làm phát tăng cao hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội là một tên gọi khác của mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội là hệ số giúp tạo ra sự công bằng về giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại so với thời điểm trước đó để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội hệ số trực giá bảo hiểm xã hội sẽ được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do tổng cục thống kê công bố hàng năm thì hệ số trực giá bảo hiểm xã hội là một trong các căn cứ để tính tiền lương thu nhập tháng đã bảo hiểm xã hội của người lao động và có tác động rất lớn đến tiền lương hưu mà người nghỉ hưu có thể nhận được hàng tháng qua mỗi năm theo đó khi hệ số trực giá bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng thì tiền lương hưu mà những người nghỉ hưu nhận được cũng sẽ tăng vậy tại sao lương hưu của nhiều người vẫn đang ở mức thấp có phải chăng là hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội được điều chỉnh mỗi năm đang quá thấp hay không? Ví dụ, một người nghỉ hưu vào năm 2023 có lương đóng bảo hiểm xã hội năm 1996 là 200.000 đồng. Hệ số trượt giá được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính cho năm này là 4,09. Như vậy, tiền lương được xác định để làm căn cứ hưởng lương hưu cho người lao động năm 1996 là 818.000 đồng. Với sau 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, bước điều chỉnh như vậy thực sự khó đảm bảo được cuộc sống hiện tại của người nghỉ hưu. Lương hưu tính theo nguyên tắc đóng và hưởng là đúng, nhưng cần xem xét mức bù thực giá đã phù hợp chưa để điều chỉnh cho hợp lý. Do đó, cần tính toán lại hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội, cần để cho hệ số này phát huy được ý nghĩa thật sự là giúp tạo ra sự công bằng về giá trị của tiền tệ ở thời điểm hưởng lương hưu so với lúc đóng vào, giúp cải thiện mức lương hưu hàng tháng cho những người đang hưởng lương hưu, nhất là những người đang hưởng lương hưu ở mức thấp. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn một số vấn đề liên quan tới lương hưu và hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bên cạnh đó nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.